mọi người nha. Hôm nay mình đã trở lại các bạn rồi. Hôm nay là mình sẽ làm món chai bắp nấu với coca và thực hiện thử thách này xem như thế nào. Và cùng mình đón xem nha. Đi nào. Vừa cắt xong cái lon của bạn này. Khi mình cắt phải xong mới tỉ mình bò bắp với mình đậu của bạn. Chứ bây giờ mình rửa này các bạn ơi. Giờ mình sẽ đục lỗ để kéo cái này lên, sau đó lên nấu chai bắp bằng lon, tận dụng cái lon có cá mình đổ được ra, sau đó là cắt cái miệng đi rồi nấu ở trên luôn. Sắc bắp vào ở trong cái lon này, xong rồi đổ nước có cá vào và tiến hành nấu thôi. Mình có đem theo chuối nữa nè, chuối để bỏ con chè ăn cho thơm. Giờ thì cắt. Bắp con nón có sườn ra này, có cả sườn lắm. Nếu chừng dễ đổ ra ngoài quá. Thì lon khá nhỏ, khó là bỏ vào. Hình ra ngoài hết luôn. Mình bằng nhẹ à. À. Chưa làm mà đã thấy ngon rồi. Con giáo thôi cái này. Theo con rợt ra. Chúng mới quá đồ được ngọt của cái trái nên cái bò xong rồi nè. Không phải được sâu được bò. Không. Còn được sâu thì phải bò được ngọt vô thôi đang chứ. Bò khoảng nửa nữa ấy. Bò nữa. Bò chứ đi gian lưỡi. Ừ. Đúng rồi, đúng rồi. Đó luôn, đi ăn lại rồi. Ừ. Cơn xong rồi các bạn ơi. Giờ cho bên trong dòng bẹp nữa. Để bỏ vào ăn được rồi. Mình biết hương vị nó thế nào đây. Mà đoạn là sẽ có một món bất ngờ. Đây là nhỏ. Đó luôn bên nha, đó luôn đây này. Chứ à. Bỏ cùi nhiều quá đang chạy như lấy nữa đi. Bên. Còn còn cả nó cắt ra kia ra ba đứa ba mình. Cái máy thật lưỡi em. Thật lưỡi bắp cá. Cả một mình nữa. Cả mình mua hai nhiêu đó. Nhầm quá quá. Không tại bay coi. Chạy thằng tải. Nhìn như à. Như con đo này đó luôn. Mình cắt cân sống rồi. Lừa bằng gà chảy. Giờ thì cân cắt sống rồi nó bỏ vào. Bắt đầu thưởng thức. Mỏng. Chè bắp coca cola. Có thể đêm nay chúng mình không ngủ vì đau bụng. Xong rồi cắt xong thì đổ coca vào à, sùi lên ghê, lửa nóng ghê, nó hơi nóng không tràn ra luôn. Coca khi tác dụng với bắp nó sẽ ra một vị sữa bắp cực kỳ thơm ngon. Đầu đi lên là để kéo vô nè. Mình cắt xong bỏ coca xong thì mình tiếp tục là bỏ chuối vào. Ok gần đây rồi, quá tại này.
số lượng nõng và máu. Cuộn súng đầu tiên này, giờ mình bỏ lên và treo vào. Răng một cái mồi tăng bước đi. Được. Cầm cái lẻ anh mất. Để nó băng nhau để khỏi đụng lửa đó. Sao? Ủa, nấu cái lưng. Rồi. Để lên bàn nấu. Cuộn trúng ngoài bia, anh là dừa. Chờ kết quả. Tắt số cũng lâu lắm. Còn 10 phút. Mà anh thấy không? Nhìn màu sắc không được ngon cho lạ. Còn vì giống như sô-cô-la, chai bắp sô-cô-la. Sô-cô-la đứng đen này. Có phê được. Đúng đấy. Để cái lạc trong. Ủa, chua ngon này. Ngon, thấy mùi vị nó hấp dẫn, mấy trăm người thấy mùi thơm ấy. Đây đó, rồi, trống đi. Để ra ra khỏi nóng rồi. Mùi giọt cà phê ấy. Cô cao đang giọng mùi giọt cà phê nữa. Được chưa, rồi, okay, mùi đầu tiếp. Nóng lắm ý. Nhưng sôi nóng lên chắc cũng gần chín rồi. Rồi mình có hâm thêm một chút nữa cho bắp nở ra thôi. Thêm một củi nghe. Bây giờ mình sẽ vào cái bọc 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 dưới thương đó các bạn này. Ok đó. Chào ơi, sôi. Nó ngon này. Cháu thêm tiền được vốn à, không ơi? Bài luôn, kể mà bỏ thêm miệng à. Khẽ khẽ khẽ, tư 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 tư. Rồi, dập lửa luôn. Thôi không sao đâu. Thì thôi. Ok đó. Thôi ok luôn. Thôi đường tiếp đi. Hồng Trang, kể Hồng Trang đầu tiên cho mà coi này. Mình nấu một cặp thì phải bỏ thêm nước. Viên Trang ra hết, có trường Trang tiếp kia. Bật bột ra không ơi? Nhau như bì á. Chuyển cho mình. Thôi sâu lại rồi nè. Ừ, rồi được rồi. Sâu lại thêm lần đi được là chuyển rồi. Nhưng mà hơi sâu rồi. Đem ra bắt đầu ăn. Không rồi. Ừ. Không, đem xuống nhìn đi mình sẽ ngấm được rồi đó. Toàn nhiệt nhắn nữa để nhắn nhắn. Đưa lấy ngô của thằng Đà đi ăn. À, đi. Cái chai bắp các bạn ơi, mình nấu chín rồi nè, nhìn khá là ngon, có chuối ở trong nè. Còn vì có cá thì còn con nguyên ở trong á, ăn thơm, ăn thử ạ. Tiếp. Có chuối, chuối ở trong. Mình ăn gần hết luôn nè, chờ ăn xong ba về thôi. Ăn gì sợ ơi. Nhiều. À, mình ăn xong rồi phải. Giờ thì đây là tuổi rồi kìa. Đó. Trời khoảng 5 rưỡi đó. Ô 5 giờ 5 giờ. Chim bay rồi kìa. Đang thăm mồi. Ừ. Chim bay chim bay. Mình xin kết thúc video tại đây luôn. Các bạn nhớ theo dõi để biết những video mới nhất từ mình nha. Tạm biệt.